Quý vị và các bạn đang tham quan triển lãm sinh vật cảnh Bắc Giang được tổ chức ở sân của hội trường mùng 3 tháng 2 của thành phố Bắc Giang. Một không gian đẹp, hoành tráng. Những tác phẩm bonsai tuyển chọn. Cây si này là của Hoàng Thanh Tùng, dáng trực hoành. Đây cũng là một cây si, kiểu dáng cũng rất là độc đáo, lạ mắt. Cây này của chủ nhân Nguyễn Văn Vị. Nhìn tổng thể cây si này cũng rất đẹp. Đây cũng là một cây si, thân lùn xù xì. Nhìn từ xa này, những kia lưu của thân này nhìn là rất đẹp. Mai chú thủy. Cây này của chủ nhân Hoàng Thanh Tùng. Một tác phẩm rất là đẹp. Bệ rễ của cây này này,
Đây cũng là cái ma chiếu thủy nữa này. Mỗi cây một dáng vẻ khác nhau. Cây này cũng của chủ nhân Hoàng Thanh Tùng. Cái này nhìn chiều nào đẹp. Một cây mai chiếu thủy nữa này. Cây này lùn cây và cũng rất là côn cây. Cây này cũng của chủ nhân là Hoàng Thanh Tùng. Chủ nhân Hoàng Thanh Tùng đợt này mang đi rất là nhiều cây đẹp, đa dạng. Đây là một cây xanh này. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy này. Mai chiếu thủy lá nhỏ. Bông tán được làm mịn nét. Nhìn những tác phẩm này thì quá mê luôn. Cây này cũng của Hoàng Thanh Tùng. Như vậy là chủ nhân Hoàng Thanh Tùng chơi bonsai rất là đa dạng. Đa dạng về thể loại cây cũng như đa dạng về kiểu dáng. Mỗi cây có một kiểu dáng khác nhau. Nói chung là cây nào đẹp. Đây là một cây sam núi dáng trực huyền.
hoa giấy này. Hoa giấy này cũng của chủ nhân là Hoàng Thanh Tùng. Trông cũng nghịch cây. Rất nhiều những cái đường nét độc đáo. Nhìn chiều nào đẹp. Cây hải châu này của chủ nhân Ngọc Sơn. Tùng La Hán này. Kiểu dáng của cây này cũng rất là mềm dẻo. Côn cây. Cây xanh này của chủ nhân Ngọc Sơn. Chân vệ đẹp. Bộ râm được làm rất là công phu. Đây là một cây ngâu. Tổng thể cây quá đẹp luôn. Bộ tán ấm tán tự nhiên. Thân xù xì. Thân xù xì rất là đẹp. Hoa và nụ của cây ngâu này. Đây là cây đa.
ruồi này. Cây hoa giấy này cũng rất là đẹp. Bộ tán được làm rất đẹp.